Các bạn tập trung vào con trỏ chuột. Đây là hình ảnh một con báo. Bây giờ ta mở hình ảnh con báo bằng phần mềm Adobe Photoshop CS6. Và mục File, Open. Open. OK. Hình ảnh con báo đã được mở. Bây giờ ta phân vùng hình ảnh con báo bằng hình vuông có nét đứt. Con báo được phân vùng. Ta vào mục Edit, Transform và mục Warp. Mục Warp đã phân vùng vị trí của con báo. Tại mục Warp, ta chọn arc là bán kính cong. Ta thấy con báo đã được uốn cong. Bây giờ ta thay đổi độ cong của con báo với bán kính bất kỳ. Ta lưu file lại, apply. OK. Bây giờ ta mở file vừa mới xử lý. Hình ảnh con báo đã được uốn cong nhưng vẫn còn một vùng trắng. Bây giờ ta mở file vừa xử lý bằng phần mềm Pen, Open with Pen. Ta bôi đen vùng trắng. Vẫn còn một vùng loang lổ. Ta xử lý vùng loang lổ. Và bôi đen. Ta lưu file lại, Save as. Đặt tên, Save. Đây là hình ảnh đã được xử lý. Đây là hình ảnh con báo đã được warp hay uốn cong. Nhiệm vụ đã hoàn thành.